Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Đức Tài, huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại vườn mai của anh Tâm. Hôm nay trong vườn anh có giao lưu với anh em một số gốc mai nha. Mai tàn lớn anh em ơi. Đế cực VIP nha. Cây nào cũng đẹp anh em ơi. Gốc mai số 6 nha. Cây này tàn khủng anh em ơi. Đế đẳng cấp anh em. Cái chiều cao này khoảng nhiêu vậy anh Tâm? 3,5 m à. Rồi, 3,5 m, còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh Tâm? Tán ngang 5 m. Rồi, tán ngang 5 m. Cây này một cốt đi lên nha anh em. Đây, tàn thiên nhiên nha. Cái này anh trồng thả anh em ơi. Anh có gịch cái tàn xuống sơ sơ xíu à, cho nó rộng cái tàn nha. Cây này hơi bị khủng nha anh em. Đế nha. Cái mặt bông này là khoảng nhiêu cánh anh Tâm? 5 đến 8 cánh, 9 cánh có hết em ơi. Dạ, bông chùm hả anh? Bông chùm luôn. Rồi, 5 đến 9 cánh nha anh em, bông chùm nha. Tàn rất là tuyệt anh em ơi. Rồi vô quay cái vòng cái nồi đế cho anh em xem. Đây, đế trồng đế nha. Nguyên một khối luôn nè, khối đặc nha. Đây nè. Quá tay luôn. Cái này xưa giờ trồng đây luôn hả anh Tâm? Anh đưa về chứ 8, 9 năm rồi. Dạ. Mình thần cái bầu này 8-9 năm hả anh? Ừ. Đây, đế này nè. Quá tài. Đế này bên dưới nó còn nhiều không anh Tâm? Còn chứ. Đây, những cái mũi rễ này là anh chưa banh anh. Dạ. Còn nhiều lắm. Cái này kêu đế khối anh em ơi. Nguyên khối đặc luôn nha. Bộ đế này kiếm cũng hơi căng nha anh em. Khó tìm bộ đế này nha. Một cốt đi lên nha. Đây, chân cành đóng đều hết anh em, một cốt thẳng nha. Wow, hết hồn. Mình biết tuổi đời nó khoảng nhiêu năm không anh Tâm? Đây là ngoài 60 năm em. Dạ, 60 năm ha. Chân cành thiên nhiên nha anh em, đóng đều hết nha. Quá tài cái nồi đế này, hàng khủng long. Ngày qua camera anh em nhìn vậy cho anh em nào thiện chí anh em đến trực tiếp cái vườn của anh Tâm đi anh em xem. Ở ngoài nhìn rất là ghê anh em, rất là quạo nha. Rồi mình vô ra thử thông số gốc này khoảng bao nhiêu cho anh Tâm? Cây này tương lai là mỹ mãn luôn anh em ơi, thân tàn đế bông hết đẹp hết nha. Mai nhà anh bao cho anh em luôn. 80. Rồi 80. Hoàn chỉnh hả anh Tâm? Hoàn chỉnh 80. Dạ. Rồi để anh Tâm nấu thử nồi đế cho anh em xem mặt trên thôi nha anh em. Ngoài 300, thoát thân đi. Có 1 tấc à. Rồi, thoát thân 1 tấc là xe tàn ha. Sát muối rễ đây luôn rồi. Dạ. Kết bộ đế này quá anh em ơi, quá dữ. Chi 1, 35. Rồi, chân cạnh nhất 35 nha anh em. Chân cành 2 36. Rồi, chân cành 2 là 36 nha. Rồi qua thì xa cho anh em xem lại bộ tàn cái này nữa lần nữa anh em. Giao lưu giá tầm khoảng nhiêu anh Tâm? Liên hệ anh qua số điện thoại. Rồi, cái này anh em nào thiện chí thì liên hệ trực tiếp với anh Tâm các bạn ơi để anh báo giá nha. Có alo có chốt anh em ơi. Rồi, tiếp theo mời các bạn tham khảo gốc mã số 7 nha. Cái này một cốt rất lượng anh em ơi. Đế cũng khủng long luôn nha. Cái chiều cao khoảng nhiêu anh Tâm? 3,5 m anh. Rồi, chiều cao 3,5 m, còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Cũng 3,5 m luôn đó. Rồi, tán ngang 3,5 m luôn. Đây, tàn này anh có kỳ sơ sơ anh em. Tôi có tàn nó rộng nha. Đi vòng cho anh em xem. Cái này dáng nó siêu siêu nha anh em. Một cốt nha. Tay chi đầy đủ. Đây, mặt phía này đây. Cái mặt bông nó là khoảng nhiêu cánh vậy anh Tâm? 5 đến 6 cánh hả? Rồi, từ 5 đến 6 cánh hả anh? Đế này nè. Đế này xưa có nằm lưu nằm bồn không anh Tâm? Có, nó nằm bồn mấy chục năm á em. Dạ, rồi anh rút ra đây ha. Trước nó ở trong chậu rồi sau lôi ra là mấy chục năm nữa. Dạ, quá tài cái nồi đế anh em ơi. Đế nó đan nhau nè, đan vậy nè, làm như kỹ dừa vậy nè. Một đống luôn, nồi đế này chắc khoảng 400 luôn anh em. Đây cái thân nè, thân đẹp nha. Thân xoắn lên lắc lượng nha anh em. Tai chi hồi xưa có chỉnh sửa hả anh Tâm? Có, chỉnh sửa nhào cũng
mấy năm á. Dạ, tai chi lớn anh em, cái thân đẹp anh em ơi, quá đẹp, nó xoắn xoắn lên nha. Đây bộ đế nè, đế là khỏi bàn luôn em, còn nó đang nè, khích kịch luôn, nó nhỏ mà nó dính khối nha. Bông anh báo là 5 đến 6 cánh nha anh em. Đây mặt phía này cái bộ đế nha. Wow, tai chi lớn lực nha. Rồi anh Tâm sẽ anh vô đo thông số cái góc này cho các bạn xem bạn. Đo bộ đế trước đi. Dạ. Đó, cái này là chưa đường nữa nè. Này khoảng khoảng 2 thước 3 thước mà anh. Khoảng 2 thước rưỡi á. 2 thước rưỡi anh, là nó khoảng tầm khoảng gần 400 nha anh em. Nồi đế nha. Áo áo cho anh em xem sơ sơ thôi nha. Để anh đo thông số. Cái này nó có một thông số chuẩn thôi nha anh em. 73. Rồi 73 hoàn chỉnh anh. À. Cái khúc đó nó nâng ha anh Tâm. Đúng rồi. Một cục luôn nha anh em. Chi 1 30. Rồi, chi 1 là 30 anh em. Tay cành lớn nha. Chi số 2 32. Rồi, từ 30 trở lên anh em ơi. Cây này rất là lực cây nha. Thân tàn đế. Rồi, số 7 này giao lưu giá nhiêu vậy anh Tâm? Rồi liên hệ luôn anh em ơi, góc này anh em nào thiện chí thì liên hệ trực tiếp với anh Tâm luôn để anh báo giá cho anh em nha. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo góc mã số 8 nha. Đây một cốt luôn, cái chiều cao khoảng nhiêu anh Tâm? 3 mét ha. Dạ, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang phải 3,5 mét. Rồi tán ngang 3,5 mét. Cái tàn này cũng có chặn sơ sơ cho anh em cho đều nha, tàn tán đầy đủ anh em đều nha. Một cốt lát lượng. Đây để bàn anh em ơi, mặt bông nó sao anh Tâm? Cũng 5-7 cánh. Rồi từ 5 đến 7 cánh ha. Cái này tết bông dữ không anh? Dữ lắm, bông cây nằm đất luôn anh em. Mặt bông anh em yên tâm nghe, cây nào anh báo là bông là chuẩn xác cái đó nè. Tại em anh trồng ở nhà nha. Rồi mặt phía đây luôn bộ tàn nha. Cái này vị trí nó hơi thấp anh em. Này về mình trồng mình có duyên sở hữu đó, đưa lên cái bông cao cao mình chơi anh em. Đế đây. Rồi cái giọng phía này nè, đế lớn nha, nguyên bộ đế bàn vốn xuống. Rồi mình đo thông số này luôn anh Tâm ơi, đế có điều nè. Cái này chắc già cây hả anh Tâm? Ờ dạ, cây này cũng nằm bồn á. Dạ, cây này nằm bồn mấy chục năm á cô chú ơi. Đây chắc đo, đo cái hoành chỉnh thôi anh ơi. Hoành chỉnh đi 67. Rồi 67 hoành chỉnh anh em ơi. Nguyên cái khúc đó nó nần nè. Thoát thân 24. Rồi thoát thân khoảng 24 nha. Cái này một cốt lắc lượng, cái này có duyên nè. Cần 1 28. Rồi 28 cần nhất. Cần 2 21. Rồi ok anh ơi. Cây nào nồi đế cũng lớn hết trơn anh em ơi. Nồi đế 300 á thắng ơi. Rồi nồi đế khoảng 3 mét nha anh em. Rồi số 8 này giao lưu giá khoảng nhiêu vậy anh Tâm? 265 triệu. Rồi 265 triệu nha anh em, bao ship 200 km nha. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo cái mã số 9 nha. Đây, chiều cao nó khoảng nhiêu anh Tâm? 3,5 mét. Rồi 3,5 mét, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 4,5 mét. Rồi tán ngang là 4,5 mét. Cái này tàn đa anh em ơi, một cốt đi lên nha. Lên khoảng 4-5 tấc nè, bắt đầu xây tàn nha. Tàn tròn hết. Mặt bông đó là sao anh Tâm? Cái này giảo rinh 8 đến 10 cánh, 12 cánh cũng có luôn. Rồi 8 12 cánh ha anh. À, giảo rinh. Rồi giảo rinh nha anh em, anh báo là 8 12 cánh nha. Đây cái tàn nè. Tròn nha anh em, đều hết luôn. Cái này có con nhẹ nhẹ vô hả anh Tâm? Đúng rồi, anh có con sơ. Dạ. Đế đẹp anh em, cái này đế. Đế rất là wow nha. Rồi mặt phía đây luôn cho anh em xem. Vàng xương cứng khừ nha, dày đặc. Đây mặt phía này nha. Cái này có cốt chủ phía này anh em. Cứ chạy cốt chủ đi lên phía này nha. Rồi tứ diện luôn, mặt phía này luôn. Tròn quay luôn. Đây đế đây.
thân xoắn nha nè. Đây, đế đều hết luôn nha. Nó nhỏ nhưng mà nó dày đế nè. Có đầy đủ hết. Đây mặt phía này luôn. Mã số 9 nha anh em. Cây mai tàn lớn nha. Đây có một cái bệ đế hơi đẹp nè. Nó làm như cái bộ móng luôn nè, quái nha. Như cái móng còn rộng nè. Rồi mình cho các bạn thông suốt lại luôn anh Tâm ơi. Mã số 9. Rồi 68 còn chuẩn á anh Tâm. Rồi ok anh ơi. Thoát thân 25. Rồi thoát thân 25 nha anh em. 27 chi rồi. 1. Rồi chi thứ nhất là 27 nha. Nồi đế cũng ngoài 300 anh em. Rồi nồi đế 3 mét anh em ơi. Đi design cho anh em xem lại cây mai tàn này nha. Đế đẹp nha. Tàn chuẩn anh em ơi, nó có cốt chủ phía bên đây. Cái này về anh em nuôi cái tàn nó vậy thêm nữa chơi ok anh em, chơi bông nha. Thân tàn đế chuẩn, một cây mai chảo xin nha. Rồi số 9 cho lưu giá nhiêu anh Tâm? 270. Rồi 270 triệu, hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 km nha anh em. Rồi tiếp theo, gốc mã số 10. Đây, tàn cũng lớn anh em ơi, tàn thiên nhiên nha. Cái này trồng thả anh em. Chiều cao khoảng nhiêu anh Tâm? 4m. Rồi 4m, tán ngang khoảng nhiêu anh Tâm? Tán ngang phải ngoài 5m. Rồi tán ngang ngoài 5m nha anh em. Đây tàn rất là tròn nha. Đây này cũng nhà hơi nhỏ. Dạ mình chỉnh sửa từ nhỏ ha anh Tâm. Đây tròn quay anh em ơi. Mặt bông sao anh Tâm? Cũng 5-7 cánh nè. Rồi từ 5 đến 7 cánh. Cái này cốt chủ nằm phía đây anh em. Chân cành cổ nha. Lực cây anh em. Đây nè. Một cốt lắc lượng nha. Đế đẹp luôn anh em ơi, phủ nở nha. Anh có mô hi sơ lên cho anh em xem nè, lúc vô quay video nha. Rồi vô qua mặt phía này cho anh em xem luôn. Đây đế nè, có hết nha, đầy đủ hết, tứ diện luôn. Đây một cốt đây nó lắc lượng lên nè, chân cành đẹp nha. Rồi mình cho các bạn cái thông số luôn anh Tâm ơi. Mã số 10 không anh? Số 10. Số 10. Anh em xem rồi mình nhớ mã số rồi mình alo anh Tâm nha anh em. Rồi. 58. Rồi hoành chuẩn 58 anh em ơi. Ở dưới là 62, trên 25. Rồi thoát thân 25. Rồi ngang đây luôn đi. 22. Rồi chân cành 25. Chân cành 22 anh em ơi. Mã số 10 này mình giao lưu với anh em giá khoảng nhiêu anh Tâm? 175 triệu á. Rồi 175 triệu là mình bao xếp 200 km ha anh Tâm. Dạ. Rồi tiếp theo anh em ơi, gốc mã số 11 nha. Cái này là quần lông hội tụ nha anh em. Cái này đẳng cấp anh em. Đây quay vòng cho anh em xem nha. Cái này hồi xưa là dính nhau hết luôn, từ nhỏ luôn ha anh Tâm. Đúng rồi. Từ hồi nhỏ nó trồng là nó dính vậy đó, thiên nhiên luôn. Chính thân ha anh Tâm. Chính thân. Đây đặc biệt gạt kia nha anh em, chính thân nha, nó trồng nhau từ nhỏ anh em. Đây, cái này tuổi đời nó khoảng nhiêu năm anh Tâm? Khoảng 50 năm. 50 năm hả anh? À. Đây nó đang nhau anh em, nguyên khối nha. Cây này lúc trước mình lên sóng anh em, nhiều anh em hỏi lắm nha. Nay hôm nay mình quay lại cho anh em xem, còn anh em nào thiện chí đó anh em alo anh Tâm. Cây này hàng đáng sưu tầm nha anh em. À, anh Tâm chia sẻ là nó chính thân, chính con rồng anh em. Quần lông hội tụ nha, nó kết đang liền nhau nè, nguyên khối luôn nha. Không có tách nha anh em. Từ nhỏ nha, khoảng 50 năm tuổi. Cái chiều cao này khoảng nhiêu anh Tâm? 1m. Mét 2 em. Rồi khoảng 1m2, còn tán ngang khoảng nhiêu anh? 1m5 em. Rồi tán ngang 1m5 nha anh em. Đây, cái mặt bông nó khoảng nhiêu cánh anh Tâm? 5 cánh riêng em. Rồi 5 cánh riêng nha anh em. Cái quạnh là sao anh Tâm? Đồ sao anh Tâm? Quạnh đây là mới nửa cây thôi, chưa tới nửa cây. Nó ngoài 300 á. Dạ. 35. Rồi 35. 130. Rồi tổng thể chính cái thân này là 1m3 nha anh em. Chân cành anh tạo sẵn rồi. Đây nè. Có sẵn nè. Cái này anh em tạo về anh em nuôi thêm tàn tán và đặt lại cái này bonsai đại anh em ơi.
Quần Long Hội Tụ nghe, cái tên rất hay anh em, mua về ý nghĩa luôn nha, phong thủy luôn. Rồi cái anh em giao lưu với anh em là cách sao anh Tâm? 95 triệu. Rồi 95 triệu ha anh. Mình bao xếp 200 km anh. 200 km. Rồi tiếp theo gốc mã số 12 anh em ơi, một cây mai xù nha. Đây, một cốt đi lên. Chiều cao khoảng nhiêu anh Tâm? 2,5 m. Rồi 2,5 m. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 3 m. Rồi tán ngang 3 m. Mình chia sẻ mặt bông cây này luôn anh Tâm ơi. 5 cánh rin. Rồi 5 cánh rin. Cái này xù khoảng nhiêu 100% rồi anh Tâm? Xù cũng 40-50% rồi. Dạ nó lên một khúc cơ thân hả anh? Khoảng một nửa rồi anh em. Đây nè. Nhiều nha. Xù nè, nứt da nè. Cục cục nè. Bông 5 cánh rin nha anh em. Tàng này về anh em tạo thêm nha, nó dày thêm anh em chơi. Đây. Tay chi đầy đủ cho nha. Đế nè. Đây, đế sổ anh em ơi. Cũng có điều nha. Đây là xù phụ gan cục anh em. Rồi mình cho thông số của mấy xù này khoảng nhiêu anh Tâm? Rồi 54. Để em đo ngay cái cục u nè. Rồi ngay cái cục xù nó phù qua nha anh em. Rồi 58. Thoát thân 32. Rồi thoát thân 32. Rồi 12 này cho lưu giá nhiêu anh Tâm? 75 triệu. Rồi 75 triệu nha anh em. Bao xếp cho anh em 200 km. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn bạn ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Nãy giờ mình có quay cái vườn mai của anh Tâm đó. Ngoài những gốc mình quay trong video các bạn, anh Tâm còn rất là nhiều nha. Phải cả 100 gốc anh em ơi. Do số lượng nhiều quá mình quay chung chung một số gốc chủ đạo thôi anh em. Còn anh em nào thiện chí anh em đến trực tiếp ở vườn đi. Để mình tham khảo thêm còn nhiều gốc nữa anh em.